Kính thưa cha quản nhiệm, kính thưa cộng đoàn. Về cái cá tính của Phêrô và Phaolô thì hoàn toàn khác nhau. Nhưng đối với Phêrô thì ở trong giáo hội là có nhiều chuyện cười nhất. Đi sưu tầm những chuyện cười liên can tới thánh Phêrô rất nhiều. Còn chuyện cười liên can tới Phaolô không có. Nó lạ lùng vậy. Ví dụ đây là một chuyện cười của Phêrô. Sau một ngày làm việc mệt thì cần cười tí. Một hôm Chúa giảng đạo xong thì trưa nắng chang chang bên cạnh cái bờ suối. Rồi Chúa bảo, khi tôi chấm dứt thì anh em sang bên kia suối đợi tôi. Chúng ta sẽ ăn trưa bên đó. Có cái cây vả bóng mát đấy, ngay trên cái đồi. Mà với điều kiện ai đi sang đó phải kiếm một cục đá vừa sức mình mà cầm sang. Đây là ông Doan trẻ khiêm cục to lắm, to hơn trái dưa hấu. Mấy ông Tadio bẫy một cục to nữa. Phêrô nghĩ Chúa bảo vừa sức, thế ông lụm cục sỏi cũng vừa sức. Thế là ông cầm cục sỏi đi qua. Thấy mấy ông kia vất vả mồ hôi mồ kê, ông cười, thầy đâu có nói bao lớn. Rồi Chúa cũng sang, cũng cầm một cảnh đá nữa. Rồi Chúa đến nói, có đá chưa? Phêrô cầm, có đá. Ông nào cũng khoe cục đá to. Chúa bảo, bây giờ tôi làm phép để bá đá nó thành bánh mà ăn trưa. Thế là ông Phêrô có bao nhiêu đây à? Ăn không đã. Đó là chuyện cười, không có thật đâu bác nho. Thế là hôm sau Chúa lại bảo, cái bên kia lại cũng có cái cây vả bên ngọn đồi bên cạnh nữa. Hôm nay cũng giống điều kiện hôm qua. Đêm hôm trước Phêrô đã tính rồi, thầy chơi ta thì thôi. Đêm khuya ông ấy đã bẫy sẵn một cục thật to, ông ấy để bên đó cho chắc ăn. Hôm sau mấy ông kia đi đem đá, bây giờ biết là đem càng to càng tốt, bởi vì ăn nó dư thừa. Nên là Phêrô ngồi sẵn trên tảng đá rồi, cắn cọng cỏ đợi. Ông này vui. Chúa qua và nói, có đá chưa? Ai cũng nói có. Hôm nay đá để lót ngồi thôi. Thế Phêrô tội nghiệp, Chúa mới bảo trên đá này thầy sẽ xây giáo hội thầy đấy. Cái kết luận đó là hơi láo lớn tí để cười cho vui thôi, không có thật đâu. Nhưng mà chuyện cười về Phêrô nó nhiều. Tại sao? Là vì Phêrô gần gũi với chúng ta nhất. Láo táo này, nóng nảy này, hăng say này, hăng tiếp việc đủ thứ chuyện, hứa rồi không làm, rồi làm rồi chối, sau này chối với ông Phaolô đó, vân vân, tội nghiệp. Chính vì gần gũi với mình cho nên từ những thế kỷ nào đâu đó người ta đã đặt nhiều câu chuyện vui về Phêrô. Nhưng quý ông bà còn nhớ Chúa Giêsu lúc còn sinh thì Ngài có một lời nguyện cầu cho chúng ta, cầu cho tất cả đó, kể cả từ thời các tông đồ cho tới giờ hôm nay. Đó là lời nguyện gì? Xin Cha cho chúng đi một. Lời nguyện duy nhất. Rồi Chúa có một ước mơ duy nhất. Là ước mơ gì? Thầy còn nhiều đàn chiên, thầy muốn quy tụ về một đàn. Cho nên trong ngày lễ hôm nay, chúng ta mừng hai cái cột trụ chính của giáo hội, Phêrô, Phaolô. Những con người này đại diện cho những con người thực tế của chúng ta, rất yếu đuối, rất lỗi lầm, rất hăng say, nhưng rất con người. Dĩ nhiên từ cái ngày ơn Chúa Thánh Thần hiện xuống có những lưỡi lửa trên đầu, thì Phêrô là người lãnh đạo cuộc rao giảng để thực hiện cái ước mơ của Chúa Giêsu, là rao giảng để muôn người trở thành một đàn chiên. Không ai chối cãi sự can đảm của Phêrô, ngay cả bị bỏ tù như trong bài đọc một hôm nay. Sau đó ít lâu thì Phêrô di chuyển khỏi Jerusalem để đến Antiochia. Ở đó ít lâu rồi Ngài đi sang Roma và kết thúc cuộc đời ở Roma. Phêrô bị nhốt trong cái ngục, bây giờ du khách còn ghé thăm.
Rồi người ta đem ra một trong mấy cái đồi ở quanh Roma, rồi người ta đóng đinh ông. Người nói ông ấy là đồ đệ trung kiên nhất của Giê-xu đã bị đóng đinh. Ông nói tôi bất xứng, không dám giống thầy tôi, xin các lý hình xoay ngửa cái đầu xuống dưới. Cho nên gọi là crucified upside down. Đó là Phê-rô. Phao-lô sau này cũng chịu tử đạo, cũng ở Roma, mà Phao-lô bị chém đầu. Và câu hỏi được đặt ra là Phê-rô thì bị đóng đinh trên mấy cái đồi chung quanh Roma, còn Phao-lô bị chém đầu ở đâu? Ở cổ. Suy nghĩ làm gì cho mình? Không biết hôm trước tôi đố nó nói ngay ở cổ, phải không? Nên là có người còn suy nghĩ chưa đọc tới. Cả hai thánh, mà đặc biệt là Phê-rô hôm nay, đã tuyên xưng thầy là Đức Kitô, con Thiên Chúa hằng sống. Đó là cái lời chính để đi rao giảng. Cũng như Phao-lô sau này nói, niềm tin duy nhất và tin mừng duy nhất mà tôi hằng lập đi lặp lại cho anh chị em là gì? Nhờ Chúa Giê-xu Kitô, trong Chúa Giê-xu Kitô mà chúng ta được cứu, ngoài ra không có gì khác. Nên nhớ, Phê-rô lãnh đạo cuộc rao giảng đầu tiên, rồi sau đó Phao-lô là người tàn phá. Nhưng mà rõ ràng, chính Phao-lô là người đã phát triển hệ thống các tín lý của giáo hội sơ khai và chúng ta dùng cho đến hôm nay. Những cái tín lý căn bản nhất đã thành lập thành kinh Tin Kính. Cho nên hai ông hoàn toàn khác nhau. Một ông ăn nói không ra gì, là người chài lưới. Một ông là một nhà hùng biện đi diễn thuyết. Cái nghề chính của ông là làm lều, mai lều để sống. Bởi vì người du mục họ sống bằng lều. Giáo hội toàn thế giới hôm nay cũng chỉ nói lại một câu tuyên xưng y như Phê-rô. Lần nào cũng nghe trong Kinh Vinh Danh hồi nãy chúng ta vừa hát, Chúa Giê-xu Kitô là Chúa. Và như vậy thì chúng ta hát chung, có nghĩa là Chúa chọn hai người rất khác nhau mà giáo hội đặt lên để chúng ta mừng. Một ông như thế này, một ông như thế kia, để nói rằng trong giáo hội không có những con người được cứu độ riêng lẻ. Cho nên ai chủ trương rằng tôi cố gắng sống để tôi được cứu độ một mình tôi, thì điều đó tiếng Anh bảo là cái đức tin inadequate. Nó không sai, nhưng nó không hoàn toàn đủ. Không có chuyện tôi cứu một mình tôi lên thiên đàng một mình tôi, mà phải đi với người khác. Không có chuyện me and Jesus, mà chỉ có chuyện Jesus and his church, Chúa Giê-xu và Hội Thánh. Từ đầu đến giờ lời nguyện chúng ta nghe không có nói giữa Chúa và mình, mà giữa Chúa và toàn Hội Thánh. Cho nên mừng lễ hai thánh hôm nay xin đừng nản lòng. Với tất cả những nền tảng con người như thế nào, Chúa vẫn kêu gọi được và sử dụng được. Đừng bao giờ nản lòng, đừng bao giờ nhìn người khác rồi nói Chúa gọi người khác chứ không thể gọi tôi chả biết làm gì. Điều cần là giữ vững đức tin, bởi vì tất cả chúng ta được cứu trong cùng một tập thể của Hội Thánh nhờ đức tin, chứ không phải nhờ những gì khác, không phải nhờ những việc lành chúng ta làm mà thôi. Mà đức tin được ban không phải do công của chúng ta. Cho nên khi hôm nay chúng ta mừng lễ hai vị thánh lớn đó, chúng ta tin tưởng và nói với Chúa rằng Chúa muốn con làm gì? Đó là cái câu chủ đề khi té xuống đất. Thì Phao-lô đã hỏi con phải làm gì? Và đừng bao giờ nản lòng.
khi nhìn thấy những yếu đuối của mình. Còn ai yếu cho bằng Phêrô chối Chúa? Còn ai tệ cho bằng Phaolô đem trát tòa đi để bắt những người đồ đệ Chúa mà bỏ tù chém giết? Vậy mà Chúa vẫn sử dụng. Xin dâng lên Chúa Giêsu lời tạ ơn chân tình vì Chúa đã gọi chúng con thành một cộng đoàn ở đây. Để tất cả là môn đệ Chúa, chúng con không tự cứu một mình, không đến với Chúa để được cứu độ một mình, mà xin cho chúng con mở mắt, mở lòng để hiểu rằng Chúa muốn tất cả quy tụ thành một đàn chiên. Như vậy có nghĩa là người chồng không cứu độ một mình, người vợ không lên trời một mình, cả gia đình cùng lên. Và không phải gia đình này lên một mình, tất cả mọi gia đình trong cộng đoàn cùng lên. Và cũng không phải cộng đoàn Tây Úc này lên một mình, tất cả giáo hội toàn Úc và toàn cầu. Đó là niềm tin và hy vọng. Xin Chúa mở mắt mở lòng chúng con để chúng con nhìn rộng hơn là những gì chúng con làm riêng giữa chúng con với Chúa, mà nhìn một cái khía cạnh toàn cầu hơn, là vì lễ hôm nay là lễ của toàn hội thánh